Chào mừng đến với cập nhật giữa mùa của Đấu trường Chân Lý. Trong bài viết này, chúng ta sẽ liệt kê tất cả những thay đổi cho hệ thống hiện có. Hãy cùng xem phiên bản này mang tới những điều chỉnh và đổi mới như thế nào nha. Thay đổi về hệ thống. Bậc tộc, hệ. Chúng tôi sẽ thay đổi các yêu cầu để một tộc, hệ có bậc kim cương. Để nếu nó là kim cương, bạn có thể mong đợi nó mạnh mẽ bất thường và khó có thể đạt tới. Còn không, nó sẽ chỉ là một tộc hệ có sức mạnh mức vàng thông thường. Các tộc hệ sau sẽ có bậc kim cương: 6 Beelzebubs, 9 Beelzewater, 9 Demacia, 9 Aeonia, 9 Noxus, 9 Surima. Các tộc hệ sau đã được chuyển từ kim cương xuống vàng: 8 Can Trường, 8 Thách Đấu, 8 Hiệu Triệu Nhân, 8 Phù Thủy, 8 Hư Không, 6 Bắn Tỉa, 6 Chinh Phạt, 6 Zon, 5 Quân Sư, 4 Mistle, 4 Targon, 3 Feljord. Hộp báu vật. Đôi khi, bạn có thể nhận được nhiều hơn 4 thành phần vật phẩm với quái đá crew hoặc chó sói. Điều này tạo ra một sự tăng đột biến kỳ lạ về nhịp độ, việc ra quyết định mà chúng tôi muốn hạn chế bớt. Vì vậy, sẽ giảm bớt tỷ lệ xuất hiện báu vật trong một vòng đấu. Thay đổi về hiệu ứng. Cào xé và phân tách. Các hiệu ứng cào xé, giảm kháng phép và phân tách, giảm giáp đã bị giảm sức mạnh hàng loạt. Trang bị và tướng đều bị điều chỉnh. Vậy nên, hãy lưu ý đến những phần này. Cụ thể là 40, 50, 70% giảm còn 20, 30, 50%. Chuyển đổi tỷ lệ chí mạng. Vượt trên 100% tỷ lệ chí mạng, giờ sẽ có nhiều sát thương chí mạng hơn nữa. Ví dụ, nếu bạn có 110% tỷ lệ chí mạng trước đây, thì bạn sẽ được tăng thêm 5% sát thương chí mạng. Còn giờ sẽ là 8% thay vì 5%. Hệ số chuyển đổi tỷ lệ chí mạng dư thừa vượt 100% đã tăng từ 50% lên 80%. Thay đổi lớn. Để có chỗ cho rất nhiều nội dung mới, chúng ta cũng sẽ phải nói lời tạm biệt với một số thứ. Các tộc hệ sau sẽ lùi vào lãng quên qua các cổng dịch chuyển hoặc lo sợ phải đo mắt. Quân đã bóng đêm, do đồ, thiện xạ. Các tướng một vàng sau đây sẽ không còn xuất hiện. Maokai, Kristana, Viego. Các tướng hai vàng sau đây cũng sẽ rất nhớ bạn. Klett, Teemo, Zed. Các tướng ba vàng sau đây sẽ không cần tới cuồng đao của bạn nữa. Ashan, Garen, Kalista, Lissandra. Các tướng 4 vàng sau đây sẽ bước sang cuộc đời mới: Gwen, Lux, Ugot, Yasuo, Zeri. Tướng 5 vàng sau đây đã rời đi để tìm Lucian, Senna. Thay đổi về tộc hệ. Chúng tôi sẽ tăng sức mạnh cho các tộc hệ kim cương khó lên để khiến chúng xứng đáng hơn. Như mọi thứ có chữ kim cương trong tên vậy, sẽ không có đồng súng nào được tôi chỉ ra ở đây, nhưng bạn cứ tưởng tượng đi nha. Can Trường sẽ bị giảm sức mạnh. Dokkin giờ sẽ là một tộc hai tướng. Khi triển khai cả hai tướng Dokkin, Naafiri và Aatrox sẽ tăng cho chúng sức mạnh của nội tại vũ khí. Chúng tôi cũng sẽ tăng đáng kể sức mạnh cho Demacia chính. Một tộc kim cương nên xứng đáng với công sức bỏ ra để đạt được nó. Hiệu ứng chảy máu của vô pháp giờ sẽ áp dụng từ cả kỹ năng và đòn đánh thường. Chúng sẽ không cộng dồn, nhưng thời gian tác dụng sẽ được làm mới sau mỗi lần gây sát thương. Thay đổi Surima thành 2, 4, 6, 9 sẽ giúp tộc này dễ triển khai hơn cho các đội hình reroll Naafiri và cho phép chúng tôi thay đổi tộc kim cương Surima chính trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Bởi vì hai tướng Zon rời đi và chỉ có một tướng được bổ sung, chúng tôi đã điều chỉnh Zon khá đáng kể để cho phép bạn quá tải các biến đổi hóa kỹ tại Zon 4 và nhận được 5 biến đổi hóa kỹ khác nhau ở Zon 6. Dưới đây là một số thay đổi về tộc hệ, các bạn có thể dừng video để xem rõ hơn nha. Thay đổi về tướng. Tướng bậc 1. Nếu bạn tỉnh giấc giữa đêm và tự hỏi mình rằng tại sao reroll hư không không phải là một chiến thuật hiệu quả, thì hãy ngủ tiếp đi. Ngủ cho đủ 8 tiếng vào. Hãy tận hưởng những giấc mộng ngọt ngào vì Cho'Gath và Mo'Jaha sắp được tăng sức mạnh rồi đây. Cho'Gath giảm năng lượng tiêu hao, sơi tái tăng sát thương cơ bản và giảm bớt thời gian hạn chế. Jhin giờ sẽ là tướng Ionia chinh phạt, giảm năng lượng yêu cầu. Kale, thượng nhân thăng hoa, lượng cào xé của sóng năng lượng giảm và tăng sát thương sóng năng lượng. Mo'Jaha tăng sát thương của tiếng gọi hư không, khoảng chờ giữa thời điểm thi triển và gây sát thương đã được giảm bớt. Orianna giảm năng lượng yêu cầu. Poppy giờ sẽ chỉ là Demacia can trường. Poppy tăng máu và sức mạnh công kích, giảm năng lượng yêu cầu. Poppy cây búa kiên định sẽ được tăng lượng lá chắn ở những cấp sau 1 và 2 và tăng thời gian duy trì lá chắn lên thành 4 giây thay vì 3 giây. Samira ứng biến giảm tỷ lệ sức mạnh công kích. Tướng bậc 2, Ashe giờ sẽ là Feljord chinh phạt. Ashe
tăng sức mạnh công kích và tăng tỷ lệ sức mạnh công kích của tán xạ tiễn. Galio, lá chắn Duran giảm thời gian vận sức và giảm hồi máu. Jinx giảm năng lượng yêu cầu. Swain sẽ được làm lại. Giờ đây, Swain sẽ không còn bị khóa năng lượng khi hóa kỹ đang kích hoạt. Thay vào đó, nếu hắn tung chiêu lần nữa khi đã biến hình, hắn sẽ phát nổ và gây sát thương phép lên những kẻ địch gần bên. Swain giảm máu cộng thêm khi biến hình lần đầu. Swain hóa quỷ giảm sát thương mỗi đợt, tăng năng lượng yêu cầu, giảm giáp và kháng phép. Talia tăng năng lượng và sát thương của quăng địa chấn. Vi chỉnh sửa các chỉ số của kỹ năng giáp chống chất nổ. Warwick làm lại, thay vì được tăng hồi máu, hắn sẽ nhận được 100% tốc độ đánh cộng thêm. Tướng bậc 3, Darius giờ sẽ là tướng Noxus dũng sĩ chinh phạt và bị giảm tốc độ đánh, tỷ lệ sức mạnh công kích và sát thương cơ bản từ máy chém Noxus. Echo giảm sát thương từ biến chuyển pha. Chase giảm năng lượng yêu cầu và tốc độ đánh cho đồng minh nhưng tăng sát thương, tốc độ đánh cho bản thân từ cổng tăng tốc. Rek'Sai giờ sẽ là tướng hư không đấu sĩ đồ tể. Cùng với đó là giảm sức mạnh công kích, ngưỡng máu kỹ năng và tỷ lệ sức mạnh công kích của ngồm ngoàm ngấu nghiến, nhưng tăng giáp, kháng phép và tốc độ đánh cơ bản. Taric, kỹ năng rạng ngời bị giảm lá chắn và giờ sẽ chỉ chuyển hướng 50% sát thương mà đồng minh liền kề nhận phải. Vel'Koz tăng sát thương của tia phân hủy sự sống. Tướng bậc 4, Aphelios giờ sẽ là tướng Targon bắn tỉa. Cùng với thay đổi là giảm giáp, kháng phép, sức mạnh công kích, tầm đánh, tốc độ đánh, tỷ lệ sức mạnh công kích và năng lượng yêu cầu, nhưng tăng hồi máu của thăng hoa luân và tỷ lệ sức mạnh công kích của vụ nổ ánh sáng. Kai'Sa giảm năng lượng yêu cầu. Narses tăng tốc độ đánh và tỷ lệ sức mạnh công kích của đòn gõ cường hóa, nhưng giảm giáp, kháng phép, sức mạnh công kích đánh cấp, chống chịu đánh cấp và số kẻ bị đánh cấp của kẻ nuốt chửng linh hồn. Sejuani tăng máu. Shen giảm sát thương bị thấp đi, tăng năng lượng yêu cầu và giảm lá chắn cho bản thân từ lá chắn kiếm khí. Tướng bậc 5, Aatrox giảm máu cùng giáp và kháng phép, nhưng tăng hút máu toàn phần. Bevet tăng tỷ lệ sức mạnh công kích và sát thương chuẩn của uy quyền nữ chúa và di chuyển nhanh hơn ở cấp 3 sao. Ksante tăng năng lượng yêu cầu, giảm giáp và kháng phép. Heimerdinger giờ sẽ là Beethoven thiên tài, hàng loạt thay đổi của ủ súng hình chóp. Rise, cổng dịch chuyển zone, cào xé và phân tách bị giảm phần trăm nhưng tăng sát thương. Sion giảm máu nhưng tăng giáp và kháng phép. Còn với những thay đổi về nâng cấp bạc, nâng cấp vàng và chung, cùng nâng cấp kim cương và nâng cấp tộc hệ thì anh em có thể đọc chi tiết ở bài viết của bản cập nhật 13.18 được gắn dưới phần mô tả của video này nha. Trên đây là những thay đổi mới và chỉnh sửa của phiên bản 13.18. Hy vọng nó sẽ hữu ích với các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.